Trước thời tiết nắng nóng oi bức, ngột ngạt như hiện nay, nhiều người đang ưu tiên lựa chọn các gói tour du lịch đến các vùng biển đảo và những nơi có khí hậu mát mẻ thoáng đãng. Trong đó, những địa điểm nhận được nhiều sự quan tâm nhất bao gồm Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn. Bên cạnh đó, số lượng đặt tour du lịch đến khu vực phía Bắc cũng có xu hướng tăng trong giai đoạn từ đầu tháng 3 đến nay, chủ yếu là khu vực Đông và Tây Bắc. Song song với việc áp dụng nhiều gói tour kích cầu, doanh nghiệp lữ hành vẫn triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh và thực hiện nhiều loại hình tour mới hiệu quả như tour ít người hay du lịch bằng xe riêng. Lượng khách tăng cường đến với tìm kiếm trên cái phần tour của Vietravel đang tăng rất là cao. Hàng ngày thì cả hệ thống của Vietravel từ Bắc chí Nam thì đã đón hơn 2.000 khách đến và hỏi thăm và mua tour đến với các điểm cho cái giai đoạn lễ 30 tháng 4 và mùa hè năm nay. Bên cạnh đó thì chúng tôi áp dụng cách giá kích cầu trong cái giai đoạn trước lễ cũng như là trước hè để mình có cái mức giá rất là tốt. Việc người dân khẩn trương đặt trước các tour du lịch phần nào thể hiện nhu cầu cho các chuyến đi sẽ tăng cao trong dịp lễ dài ngày sắp tới. Đây cũng là một dấu hiệu khởi sắc đáng mừng cho ngành du lịch nói chung và các công ty du lịch cơ sở địa phương nói riêng trong quá trình phục hồi sau những ảnh hưởng bởi dịch bệnh.